Nhưng mà nói thiệt là ở nhà không có ai đúng không? Không có ai hết á. Vậy thì tôi mới dám chia sẻ cảm xúc của mình. Đâu cô nói đi tôi nghe. Ở bên nhà đó không có ai coi tôi là con người hết á. Hành hạ tôi. Mợ tôi á thì ngày nào cũng bắt tôi lau nhà, quét dọn, chẻ củi, nấu nước, gánh nước nữa. Mà anh biết được cái nhà giàu như vậy mà cứ mỗi ngày bắt tôi lên núi gánh nước rồi đem đi về. Nấu thì không có cho nấu bếp ga, bếp điện. Bắt phải châm lửa bằng củi. Tôi bằng tay tôi nhỏ nhắn như vậy làm sao mà tôi chặt nổi. Tôi ở bên nhà đó tôi khổ dữ lắm. Tôi khổ dữ lắm. Cô, đây. Cô cho em bà coi. Không hiểu gì luôn. Là sao? Cái tai họa tới rồi mà ra sao em bà coi vậy? Có gì đâu. Trong lớp bình thường có gì đâu. Thì trai gái thôi mà. Đúng không? Trai chưa chồng gái chưa vợ thì có gì đâu. Vậy mà tao chạy mày làm cái gì vậy? Rồi mặt mũi nào tao ăn nói với ba má mày đi Mận hả? À, mày học ai cái nết đó vậy Mận? Học ai cái nết ăn cơm trước tiễn vậy Mận? Dạ mợ. Trời ơi. Thấy chưa? Dạy dỗ con cháu mà không đến nơi đến chốn là bây giờ nó xảy ra hậu quả rồi mà. Trời ơi, mày đứng đó mày đóng thùng nữa. Ủa, cô Mận, cô Mận qua kiếm bác Bảy hả? Bác Bảy đi chưa có về? Hả? Sao vậy? Thôi cô Mận qua đây có chuyện gì không? Anh Rè. Hả? Tôi nghe. Anh ở nhà có một mình thôi hả? À, tôi... ở nhà có mình, mọi người đi công chuyện hết rồi. Ủa vậy hả? Nhưng mà sao anh nhậu có mình vậy? Anh không rủ tôi? Tại tôi buồn, tôi không có muốn lấy cái buồn cho ai hết trơn á. Tôi buồn mình tôi được rồi. Gì buồn hoài vậy? Hôm bữa tôi đã nói chuyện với anh rồi mà. Có gì á thì cứ cho qua hết đi. Ở xung quanh mình còn biết bao nhiêu là người. Anh buồn gì buồn hoài á? Biết vậy đó nhưng mà không biết sao trong lòng tôi nó cứ buồn hoài. Ngộ ghê. Con người ta mỗi ngày là phải sống tích cực lên. Anh thấy tôi không? Ngày nào tôi cũng tích cực. Mỗi ngày là một bộ đồ, mỗi ngày là một layout. Hôm nay tôi buồn lắm luôn á. Mà tôi qua đây tôi vẫn phải cười nói chuyện với anh nè, anh thấy không? Cô buồn cái gì? Tôi thấy cô hôm nào cũng vui vậy á. Tôi thiệt chỉ muốn phần tư của cô thôi cũng không được nữa. Sao cô buồn cái gì? Cô kể tôi nghe thử coi. Nhưng mà nói thiệt là ở nhà không có ai đúng không? Không có ai hết á. Vậy thì tôi mới dám chia sẻ cảm xúc của mình. Đâu cô nói đi tôi nghe. Ở bên nhà đó không có ai coi tôi là con người hết á. Hành hạ tôi. Mợ tôi á thì ngày nào cũng bắt tôi lau nhà, quét dọn, chẻ củi, nấu nước, gánh nước nữa. Mà anh biết được cái nhà giàu như vậy mà cứ mỗi ngày bắt tôi lên núi gánh nước rồi đem đi về. Nấu thì không có cho nấu bếp ga, bếp điện. Bắt phải châm lửa bằng củi. Tôi bằng tay tôi nhỏ nhắn như vậy làm sao mà tôi chặt nổi. Tôi ở bên nhà đó tôi khổ dữ lắm. Tôi khổ dữ lắm. Cô, đây tôi nói nè, tôi nói nè, để tôi nói cho. Cái chuyện mà gánh nước chậm cuộn.
Để tôi làm giùm cho. Tôi qua tôi phụ cho dễ lắm. Dễ lắm thiệt. Chứ cô ôm như ôm nhách vậy làm là tôi biết không có làm nổi đâu. Mà mấy cái đó tôi làm 1 phút 30 giây là xong rẹt hết trơn à. Tôi làm cho. Anh làm giùm cho tôi. Thiệt. Ủa sao tự nhiên anh tốt với tôi quá vậy? Sao từ trước đến giờ anh không có như vậy mà sao hôm nay anh tốt với tôi quá vậy? Không gì á, tôi hàng xóm đang giềng xưa giờ ai nhờ gì tôi làm cái đó à. Cô cứ cần nói một tiếng thôi là tôi qua tôi làm cái chút xíu xong vậy. Tôi biết rồi. Tại vì anh thấy tôi đẹp đúng không? Anh dần dần mê tôi rồi đúng không? Tôi thấy cô Mận đẹp mà. Mà chưa có dần dần gì hết trơn à. Thiệt. Tôi coi cô Mận giống như là cô hàng xóm dễ thương vậy thôi. Cô hàng xóm dễ thương. Hay là mình có thể coi nó xa hơn một chút xíu. Từ hàng xóm mình qua sống chung một nhà luôn được không? Hả? Không. Như vậy thì kỳ quá. Cô làm con gái ai quá mà lại nói như vậy. Thôi đi. Anh đang nhậu đúng không? Cho tôi nhậu với. Cô nhậu được không? Trời ơi, anh nói với quê tôi là hả hơi bị chất đó. Vậy hả? Chai này si nhê gì với tôi. Tôi uống không có được nhiều đâu. Tôi nhấp nhấp vậy đó. Chứ còn tôi uống mà nhiều là tôi sỉnh à. Dạ. Nhân dịp hôm nay á, không có ai ở nhà. Thôi thì mình làm hết một ly này luôn đi. Mừng ngày hội ngộ. Cũng như là tôi cũng biết được tâm ý của anh. Rồi, nhất trí nha. Cô Mận đừng có buồn nữa. Cô Mận có việc gì mà làm cô Mận mà mệt mỏi hay là tay chân á, nói tôi một tiếng thôi. Dạ. Tôi sẽ qua tôi làm hết cho. Chuyện dạ. Nó dễ lắm. Dạ. Uống nha. Mình uống hết nhanh rè. Uống hết này chắc xỉn quá rồi trời. Trời ơi, sướng quá, trời sướng. Cái rượu gì mà ngon quá vậy anh rể? Rượu nếp cái đó, tôi có người bạn tặng cho tôi á. Tôi uống hoài, cả tuần có hết chai đâu đi. Cô qua cô để mấy cái nửa chai liền nha. Thì bây giờ lỡ rồi, anh cũng có chuyện buồn, tôi cũng có chuyện buồn. Thôi, mình cứ lấy rượu ra để chút hết nỗi sầu não trong lòng. Nữa đi anh rè. Giờ cái mặt khoan đã. Nói gì thì nói chứ. Từ trước đến giờ đó, ngoài cô Duyên ra thì anh có thích ai nữa không anh rè? Tôi chưa có thích ai hết trơn á. Xưa giờ trong lòng tôi có mỗi cô Duyên thôi. Bây giờ cổ lấy chồng rồi. Anh nhìn tôi nè. Tôi có thua gì cô Duyên của anh đâu. Nhưng mà giờ trong lòng tôi kiểu giống như Thôi anh đừng nói gì hết. Mình cứ uống đi. Uống đi cho quên hết tháng ngày. Tôi sai quá rồi. Tôi không muốn nữa nè. Ủa sai hả? Tới nói rồi. Tới luôn rồi hả? Ủa vậy thì anh xỉn quá thì thôi chắc tôi đi về quá. Chắc vậy quá. Tôi chắc chui vô tu tông tôi té đi chứ giờ là tôi Không. À hay là anh đưa tôi về giùm đi. Chứ giờ tôi cũng xỉn quá. Tôi không có biết đường về nữa rồi anh ơi. Tôi có về đúng không? Đúng rồi. Anh nắm tay đưa tôi về đi anh rể. Đưa giùm tôi về nha. Đây, đi rồi được, có gì đi. Nếu rảnh đó thì chẻ củi giùm cho tôi. Còn mớ củi bệnh. Nha anh rể. Đi. Cô nha. Nha đi về. Đúng rồi, đi về hướng này nè. Đây, nhà tôi bên này nè. Nè, đâu. Đây, nhà tôi đây nè. Đó. Bà lao vậy trời. Đi định cư với bà ngày mai đi liền đó. Chà, kỳ ta. Mê mình dữ hay ta. Ơi, mấy năm nữa đi định cư thâu chứ có gì đâu mà. Ủa, gì mà tùm lum đồ đạc vậy?
Ủa thằng Nga, đực chứ con Duyên vậy, sao mà nó bài đồ tùm lum vậy? Sang ơi, Sang ơi, Sang đực mày về hả Sang? Đâu cả thằng đực này sao á, về không báo gì hết trơn. Đực ơi, con ở trên lòng. Đực ơi, Đực rồi. Trời ơi, trời ơi là trời, trời là trời. Chàng, chàng ơi là trời. Làm được chết trong đầu nhàn chốt. Em thấy là chết. Lisa, Lisa, Lisa. Yeah. Gì? Yeah, nãy mạnh miệng lắm mà giờ làm gì chứ? Vỡ bệnh nó kêu qua vội vã vậy. Kêu vội vã gì? Làm gì kêu hết hả? Gãi vậy, tôi đang ngồi khóc bên nhà tự nhiên kêu qua đây chi? Khóc gì? Buồn khóc, sắp đi nước ngoài khóc. Tôi với bà sắp đi bụi rồi nè. Làm gì đi bụi, lớn rồi chứ bộ con nít đi bụi đời. Ra bà coi, ra chào hè bà coi kìa. Coi gì ngoài? Bà ra đi bà thấy cảnh tôi với bà sắp đi bụi. Xóm làng bà coi nhầm họ bà biết là tôi với bà đi bụi. Nói gì thôi, không thôi, hiểu đây. Gì hết trơn hết trời. Đây này, lý do nằm ở đây nè. Cái gì vậy? Cái mặt ông như hủi chúng gì vậy? Cái gì? Bà chào hè bà coi. Không hiểu gì luôn. Là sao? Cái tai họa tới rồi mà ra sao mẹ mà có gì? Đàn ông cái gì cũng phải bình tĩnh, từ từ giải quyết. Bình tĩnh. Bây giờ lật kêu ra sao hè coi phải không? Mà coi cái gì tôi cũng không biết nữa. Ngoại có cái gì mà ông làm gì căng thẳng như vậy? Cái chuyện gì từ từ ấy. Bình tĩnh coi. Để tôi giải quyết cho. Không có gì phải căng thẳng gấp gáp vậy hết. Trời đất ơi, có cái gì đâu ngoài này. Trời, 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 trời. Có gì đâu. Trong lớp bình thường có gì đâu. Trai gái thôi mà. Đúng không? Trai chưa chồng, gái chưa vợ thì có gì đâu. Chạy mà tên chạy mà làm cái gì vậy? Trời ơi. Mày ra đây cho tao. Mày ra đây cho tao. Ủa? Mày dậy. Ủa cái gì vậy? Ủa dậy. Trời đất ơi, trời đất ơi. Trời đất ơi. Trời đất ơi, chết rồi. Trời mận ơi, cái gì vậy? Mận ra đây. Trời ơi, lạnh ơi. Mận ra đây. Ủa, cái gì xảy ra vậy? Chú Bảy. Mày ra đây, tao biết, mày ngồi đây. Trời đất ơi. Chú Bảy. Trời ơi, tôi không tưởng tượng nổi luôn á trời. Tự nhiên bà con dòng họ xung quanh làng xóm ta biết nhục cỡ nào nhục rồi, thằng Đực cái con Duyên nó biết rồi, bặt mũi nó tao với bà dạy hai đứa nhỏ. Dạ mận, mày bước về đây coi, mày bước đi. Mày sợ ai, mày sợ ai mà mày làm cái mặt đó, mày làm cho ai hãm hại mày vậy? Trời ơi mận, không phải như mợ nghĩ đâu. Không phải gì, chính mắt tao với ổng thấy mà mày còn chối hả? Mày là con gái con lứa chưa cưới chưa hỏi, mày làm vậy là ăn cơm trước kẻn rồi. Người ta nhìn vô người ta đánh giá gia đình mình sao? Anh rể, sao anh đối xử gì với tôi vậy? Ủa đâu, để tôi đưa con về mà tôi nhớ. Rồi tôi vô nhà tôi ngủ mà ta thấy sao tự nhiên. Cái gì vậy ta? Chú Bảy ơi, con không có biết, chú Bảy con không có làm gì hết trơn. Mày chú Bảy không còn cha còn mẹ. Tao đem mày lên tao nuôi, tao coi mày như con như cháu. Bây giờ mày làm cái chuyện với con gái nhà người ta vậy? Rồi tao nói chuyện với người ta sao? À Sang, chú Bảy ơi, chú Bảy không cần nói gì với nhà con đâu. Chú Bảy nói với mợ con được rồi. Trời. Rồi mặt mũi nào tao ăn nói với ba má mày đi Mận hả? À, mày học ai cái nết đó vậy Mận? Học ai cái nết ăn cơm trước kẻn vậy Mận? Dạ mợ. Trời ơi. Thấy chưa? Dạy dỗ con cháu mà không đến nơi đến chốn là bây giờ nó xảy ra hậu quả nè. Trời ơi, mày đứng đó mày đóng thùng nữa. Con không có nhớ cái gì hết trơn á chú Bảy. Tự nhiên tỉnh dậy tự nhiên con à,
Anh rể. Mất cái quần không? Anh nói gì vậy? Hả? Hồi nãy tự nhiên anh bây giờ. Ê nè, con là đàn ông con trai phải không? Có làm là phải có nhận, phải có trách nhiệm. Không, con không có ý nói vậy. Tại tự nhiên là con thấy cô kể cho chú Quẩy nghe. Cô cho con nói hết cái này đi. Hồi nãy vậy nè, con đang ngồi nhậu chỗ của cô đúng không? Xong rồi cái là Mận vô kêu giống như là à, buồn quá này kia, cái con mới an ủi. Mày ngồi bên đây hả? Con là vậy nè. Bà qua đây. Rồi, mày ngồi đây. Con ngồi đây. Tao mày làm cái trò trống. Không có gì hết trơn á. Mận mới kể là ở nhà là hả, cô Ly xà hành Mận dữ lắm. Bắt Mận lên trên núi gánh nước về. Nhà có bếp ga không cho xài, nói đốt củi. Con mới là thôi khổ quá, để tôi làm cho Mận buồn. Cái con mới nói là không, để cái tay lên. Nói thôi để mày, tôi để qua mày nắm tay rồi đó. Nắm tay thôi. Xong con mới nói là mày thấy đâu? Lúc đó mày thấy đâu? Con thấy cũng lạ lạ lắm. Tao cũng thấy lạ. Ông thích không? Mày đi hả? Tao hỏi mày nè. Chú Bảy hiểu ý con đúng không? Tao không cần biết. Mày nghe con gái người ta, mày phải biết cái lỗ tai mày nó giới hạn. Đây là khu biệt thự mà lên núi vác củi thôi nào mày. Con có biết đâu chú Bảy, con ở đây cũng không có rành đường. Con không biết khu này có núi có củi không mà con. Rồi làm gì nữa? Rồi sau á, cái giờ cổ buồn quá, con cũng buồn quá. Cái cổ kêu thôi bây giờ uống đi. Uống đi vậy nè. Rót vô, rót đầy lắm. Đó, thấy chưa, ảnh rót đầy ly cho con đó. Rồi sao nữa? Xong cái là nói bây giờ giả bộ cầm giùm con đi. Nói giờ bây giờ 100% luôn, cái cổ mới vậy nè. Trời ơi, con vô. Con không biết uống đâu. Cái cổ mới sáp vậy nè. Uống luôn. Uống ít thôi mà, nhấp môi à con. Chỉ nói long đền uống hết luôn. Uống hết luôn. Nhấp môi à mỡ. Uống hết luôn, dạ. Ôi, sao nữa? Uống cho mà sao nữa? Xong với cổ vậy nè. Để cho đàng hoàng hả chưa? Được kể cho đúng trình tự với tao nghe chưa? Cổ mới dịnh vô cái má của con vậy. Rồi cổ kéo cái mặt qua, dịnh nhau. Không phải sát vô mới đúng, sát nữa. Mày mày nên diễn, mày nấu thôi, mày đừng có diễn tả lại. Không. Mày cho ai hướng dẫn, mày làm hướng dẫn viên du lịch hả mày? Không, con nói phải hiểu được cái cảm giác của tụi con lúc đó. Tao là tao thấy không hiểu rồi. Mận. Hả? Mận có đối xử tệ bạc với con không? Mà bây giờ để lấy lòng thương hại của thằng này mà mày nở lòng nào mày cho tao thành nhân vật trong chuyện cổ tích vậy Mận? Tao bắt mày lên rừng gánh nước hả Mận? Mày kể chuyện mà cũng phản qua hợp nữa hả? Bây giờ nè chị xui. Sao? Chị nghe tôi nói nè. Sao? Để xảy ra cớ trừ ngày hôm nay là lỗi do ai? Là phải có một cái giai đoạn hai đứa này nó phải gì đó, chứ không có đùng nhau vậy được. Bác Bảy, giai đoạn chỉ có bác Bảy là người hiểu con. Thấy chưa, bà thấy chưa? Hả? Anh Rể, bố anh không nhớ